Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Năm 2024 được đánh giá là một cái năm mà cũng gặp khá nhiều cái thuận lợi, khá nhiều cái điều suôn sẻ đối với những người tuổi Giáp Dần. Đó. Vậy thì những cái may mắn nào sẽ đến với những gia chủ tuổi Giáp Dần trong thời gian này? Và quý vị cũng cần phải lưu ý điều gì để tránh được những vận hạn, những vận xui cho mình? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, trong 6 tháng đầu năm 2024, năm Giáp Thìn. Vậy thì trong năm 2024, năm Giáp Thìn này thì có những cái biến động gì xảy ra với những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái phân tích chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, nói chung trong năm 2024 được đánh giá là một cái năm mà cũng là gặp khó khăn, gặp khá nhiều trắc trở với những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Do có nhiều cái hung tinh đến chiếu mệnh, vậy nên là thì một số thầy sẽ đánh giá đây là một cái năm mà khá là khó khăn, và sẽ gần như là gia chủ sẽ phải cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa thì mới mong có được một cái cuộc sống ổn định và cái tài lộc dồi dào. Nhưng mà bên cạnh những cái hung tinh thì vẫn còn những cái cát tinh nó ẩn tàng trong thiên can và cái địa chi, nó cũng sẽ mang lại những cái cơ hội đấy, đổi vận giàu sang cho những người tuổi Giáp Dần. Nếu như quý vị nắm bắt được những cái cơ hội này thì rất dễ chuyển mình giàu có và sẽ có cuộc sống sung túc đầy đủ, yên ấm hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ phân tích chi tiết cho quý vị về từng tháng nhé. Xem là trong 6 tháng đầu năm, tháng nào tốt, tháng nào xấu. Và quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì để có được cái cuộc sống hanh thông thuận lợi, sự nghiệp thì bình an. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Giáp Dần. Tuổi Giáp Dần là những người sinh năm 1974. Những người này có thiên can là Giáp, địa chi là Dần. Người này có lá số là Dương Nữ nhé. Nữ mệnh thì có lá số là Dương Nữ. Ngũ hành bản mệnh là Đại Khê Thủy. Có cung mệnh là cung Cấn thuộc Thổ, được gọi là lập định chi hổ, có nghĩa là hổ tự lập. Có xương con cọp, tướng tinh con trâu, con nhà hắc đế, phú quý. Thì để xét về cái vận hạn của từng tháng chi tiết một ấy, thì chúng ta cũng phải nắm qua một chút về cái tổng quan vận hạn của năm. Đấy, từ đó chúng ta sẽ đưa ra những luận đoán chính xác nhất và chi tiết nhất về những cái điều sẽ xảy ra với những người tuổi Giáp Dần, và căn cứ theo cái lưu niên ấy, và theo cái nguyệt lệnh, tức là của từng tháng và của năm ấy, thì khi đó chúng ta kết hợp lại nó được chính xác hơn nhé. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ địa chi. Địa chi chúng ta biết ấy, quý vị biết là Dần ở thuộc mộc đúng không ạ? Dần mộc gặp thìn thổ, thì mộc thổ là xung khắc, tức là gì? Những người tuổi Dần sẽ khắc được thái tuế. Vậy nên là trong năm ấy thì gặp cái cục diện xung khắc này, thì sức khỏe nó cũng kém và cái tài lộc, các mối quan hệ nó cũng gặp nhiều trục trặc ấy. Vì thế mà những người tuổi Dần cần phải lưu ý, đặc biệt là tuổi Giáp Dần ấy, lưu ý về những cái chuyện khẩu thiệt thị phi, tai ách nó có thể xảy ra. Quý vị cũng đừng có mà to tiếng, hoặc là gì, khi mà nói cũng cần phải hành xử, chú ý cái cách hành xử, cái cách nói của mình ấy, để tránh làm mất lòng đối phương nhé. Vậy nên là gì, gặp cục diện xung khắc thái tuế, quý vị muốn hóa giải ấy, hãy luôn sử dụng mang một cái bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được thuận lợi, may mắn và hành thông hơn. Đó. Thưa quý vị, bên cạnh đó chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can. Chúng ta có Giáp, gặp Giáp thì nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên này nó báo hiệu rằng là gì, trong cái thời gian này thì những người tuổi Giáp Dần nói chung làm việc sẽ tỉ mỉ hơn, sẽ chi tiết hơn, sẽ chính xác hơn và hoàn thành đúng tiến độ. Vì cái cách làm việc tỉ mỉ, chính xác cũng như là gì, nó sẽ giúp cho cái công việc của quý vị gì, nói chung hoàn thành tốt và mọi người cũng không nói năng gì được. Cấp trên cũng phải khen ngợi và tự tin khi mà giao việc vào tay những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Bên cạnh đó thì trong cái trong địa chi thìn ấy, thì nó sẽ ẩn tàng những thiên can Mậu, Quý và Ất, đúng không ạ? Chúng ta có Giáp gặp Mậu thì nó là cái vận thiên tài. Giáp gặp Quý nó là chính ấn, và Giáp gặp Ất thì nó là gì? Là kiếp tài. Như vậy là gì? Trong năm ấy thì vẫn còn những cái cát tinh nó ẩn tàng trong thiên can.
Vậy nên nó sẽ cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Giáp Dần nữ mạng ấy những cái cơ hội đổi vận giàu sang. Thì đầu tiên chúng ta còn xét Giáp gặp Mậu thì nó là cái vận thiên tài. Cái thiên tài này nó nói lên rằng là gì? Trong cái năm 2024 ấy thì cái thiên can ẩn tàng thiên tài nó độ mệnh, nó cũng sẽ nói lên là những người tuổi Giáp Dần ấy sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình, thể hiện cái bản lĩnh của mình, thể hiện cái năng lực của mình trong cái việc kiếm tiền. Trong khi mà thời cuộc đang khó khăn, để kinh tế thì suy thoái, nhưng mà gì? Cái cơ hội kiếm tiền của những người tuổi Giáp Dần nó cũng sẽ mạnh hơn những người khác và sẽ dễ dàng hơn những người khác rất nhiều. Và cái vận may thì nó cứ ùn nó kéo đến với những người tuổi Giáp Dần ấy. Vậy nên là quý vị hãy tận dụng cơ hội này để gia tăng thêm cái tài chính cho mình nhá, giúp mình trở nên giàu sang phú quý. À, bên cạnh đó chúng ta có Giáp gặp Quý thì nó là chính ấn. Cái chính ấn nó nói lên rằng là trong thời gian này ấy, thì những người tuổi Giáp Dần ấy, nói chung ấy, thì cũng có quyền lực, có địa vị, có vị thế. Và những cái quyết định, những cái dự định mà quý vị đặt ra ấy, thì đều được người khác ủng hộ, vì nó đã sẽ mang lại nhiều cái thành công rực rỡ trong thời gian tới. Hơi tiếc một chút là chúng ta có Giáp của Ất, nó là kiếp tài, nó xảy ra chuyện là tranh quyền đoạt lợi, tranh tài đoạt lợi. Vì thế mà quý vị cũng cần phải lưu tâm cái kiếp tài này này, để gì tránh ăn nói cũng cần phải ứng xử, cũng cần phải gì phải chú ý, kiểu lại làm gây ra cái họa. Cái họa đúng không ạ? Họa miệng, các cụ nói rồi, họa từ miệng mà ra đúng không ạ? Và để mang lại cái may mắn, hóa giải cái kiếp tài, cũng như là mang lại cái may mắn do cái thiên tài và cái chính ấn cũng như là cái tỷ kiên mang lại, thì những người tuổi Giáp Dần nặng nữ mạng ấy, quý vị luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân ấy, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Giáp Dần được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn, và nó sẽ giúp cho quý vị có được một cuộc sống bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại này 0989 này 34 này 9119 này để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Quý vị cũng có thể add Zalo để kết bạn để gì được tư vấn kỹ hơn. À, thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta có những người tuổi Giáp Dần 1974 nữ mạng ấy thì là 51 tuổi. 51 tuổi thì gặp cái sao hạn là cái sao La Hầu. Đấy. À, La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng riêng tay ách giữa đàng phải mang, tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Cái La Hầu nó là một cái hạn nặng đối với nam giới. Nói chung ấy, các cụ nói là gì? Nam La Hầu, nữ Kế Đô ấy, thì cái sao này nó nặng hơn với nam giới nhá. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Giáp Dần nữ mạng cũng dễ gặp những điểm dữ, những điểm không may mắn liên quan công quyền, liên quan pháp luật, và dễ gặp những chuyện thị phi, tranh cãi và những cái bệnh về tai mắt. Và quý vị cũng nên chú ý đến cái chuyện là hao tài tốn của, và trong nhà ấy thì có nhiều chuyện buồn phiền nó xảy ra. Và cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng riêng, tức là tháng 1 và tháng 7, vậy nên là quý vị cũng cần phải đề phòng. À, thưa quý vị, bên cạnh cái sao La Hầu thì quý vị lại gặp cái hạn 5 là cái hạn Diêm Vương. Đó. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động giày văn thư. Cái sao Diêm Vương ấy thì nó xấu với nữ hơn là với nam. Đấy. Vậy nên là gì, khi gặp sao Diêm Vương này thì gia chủ tuổi Giáp Dần nữ mạng ấy cần phải cẩn trọng trong cái chuyện làm ăn kinh doanh, kéo lại vướng vào cái chuyện kiện tụng, pháp luật, cãi vã, tranh chấp, đôi khi giúp người lại làm ơn mắc oán. Thì ngoài ra ấy, quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý đến cái vấn đề đi lại khi tham gia giao thông, đề phòng những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra. Và trong năm quý vị cũng cần phải đề phòng cái chuyện tang chế động Diêm Vương, nghe rất là sợ hãi. Vì thế để hóa giải cái sao La Hầu cũng như là để hóa giải cái hạn Diêm Vương ấy, thì cái dịp đầu năm quý vị nên tiến hành một cái nghi lễ gọi là nghênh sao giải hạn đầu năm để hóa giải. À, bên cạnh đó quý vị cũng gì luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là một bạc mạ vàng. Đấy. Ở phía trước của nó có hình chữ vạn của nhà Phật này, tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tường. Cái mặt sau là hình chữ phúc đấy, giúp tăng cường phúc đức đấy, hoặc là gì dựa vào phúc đức của tổ tiên, nhờ vào ân đức của tổ tiên mà gì mang lại may mắn cho gia chủ. Và bên dưới nó là một cái viên đá ruby nhé. Đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy, được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp đấy. Nó sẽ mang cái nguồn năng lượng dương cao, khi mang theo bên mình nó sẽ giúp cho quý vị là tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái may mắn và vận trình tài lộc. Đó. À, cái Vạn Phúc Chi Nhân này cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải được những vận hạn xấu của năm, như là cái sao La Hầu, cái hạn Diêm Vương và những cái đại hạn khác. Đấy. Nó giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên. Và đây là một cái vật phẩm của nhà Phật ấy, nên là chúng ta thì khi chúng ta mang theo bên mình sẽ được tịnh tâm an nhiên và sẽ giúp khai sáng trí tuệ, đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc và trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp được cho cuộc sống nó được thuận lợi, may mắn và hành thông. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân nhé, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Dần, nữ mạng, sinh năm 1974 đó. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong tổng quan vận hạn đấy. Những người tuổi Giáp Dần trong năm 2024 ấy, thì nói chung ấy, cũng có cái hung tinh nó chiếu mệnh, nhưng mà bên cạnh đó quý vị cũng gặp rất nhiều cái cát tinh, rất nhiều cát tinh nó có thể hóa giải được. Và cái hung tinh nó là những cái cản trở, nó cũng là những cái thách thức cho quý vị. Nếu quý vị vượt qua được thì sẽ có tài lộc dồi dào, đúng không? Sẽ có con đường công danh sự nghiệp được như ý, là do cái thiên tài và cái chính ấn nó mang lại. Bây giờ ấy, thì dựa vào cái vận niên này, chúng ta cùng xem trong 6 tháng đầu năm thì tháng nào tốt, tháng nào xấu, và quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì để có được cái may mắn, có được cái tài lộc, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xem tháng thứ 3 là tháng Mậu Thìn. Trong tháng Mậu Thìn tháng 3 ấy, thì chúng ta có dần gặp Thìn, dần Mộc khắc Thìn Thổ. Vậy nên là cũng bị gì? Nó khắc được lệnh năm, khắc lệnh tháng. Vậy nên là gì? Quý vị cũng cần phải lưu ý. Đấy, nó sẽ sinh ra cái sức khỏe nó bị giảm sút này, như là sức khỏe giảm này. Thứ hai là gì? Các mối quan hệ nó gặp nhiều trục trặc vấn đề. Vì thế quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để hóa giải nhá, để hóa giải, để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, hóa giải những cái xung sát do cái hạn thái tuế nó mang lại. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại này 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế nhé. Bên cạnh đó, trong tháng 3 thì chúng ta có Giáp gặp Mậu thì nó là cái vận thiên tài. Cái vận thiên tài nó cũng báo hiệu là gì? Trong thời gian này các bác tuổi Giáp Dần ấy cũng kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Trong cái thời cuộc khó khăn thì các bác cũng luôn có những cái cách kiếm tiền rất lạ thường, rất lạ đời và rất là sáng suốt. Đấy, khiến cho tài vận nó được hanh thông thuận lợi, đó, tiền bạc cứ ùn đổ vào túi. Và trong thời gian này các bác cũng có nhiều cái cơ may, nhiều cơ may về vận trình tiền bạc đấy, làm ăn thì dễ dàng hơn, đó, cũng sẽ dễ gặp được những may mắn, những cơ hội may mắn, được nhận những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Bên cạnh đó chúng ta có địa chi Thìn thì ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Giáp gặp Mậu thì nó là thiên tài này, Giáp gặp Quý nó là chính ấn này, Giáp gặp Ất nó là kiếp tài. Thì đầu tiên chúng ta Giáp gặp Mậu thì nó là thiên tài, thì cũng giống như cái thiên tài đây, đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Dần ấy có được cơ hội gia tăng thêm cái tài chính cho mình. Thêm nữa là cái chính ấn thì lại nó củng cố được cái quyền lực, cái địa vị, đúng không ạ? Và gặp cái kiếp tài thì nó sẽ mang lại nhiều khó khăn, nhiều trắc trở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Đó, gặp gì cái tình trạng là tranh quyền đoạt lợi, bị kẻ tiểu nhân quấy phá mà làm công việc của chúng ta là khó hành thông thuận lợi. Vì thế những người tuổi Giáp Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình nó được thuận lợi và hành thông hơn. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Dần 1974 nữ mạng. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta biết ấy, trong cái tháng 3 thì có lưu niên đế vượng nó nhập mệnh. Đó, cái đế vượng nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bác là phát triển. Tuy nhiên ấy, trong thời gian này thì do là gì? Lại kiếm được tiền, đó, lại kiếm được tiền và gì? Có chức có quyền. Nên là đôi khi ấy, các bác tuổi Giáp Dần, nữ mạng ấy, sẽ trở nên kiêu ngạo, sẽ trở nên là gì? Cao ngạo khi mà bản thân đạt được thành tích cao hơn người khác. Nếu như mà các bác còn duy trì cái thái độ này thì rất dễ lại bị kẻ tiểu nhân tìm cách mà ám hại. Đây này, thằng kiếp tài nó vẫn ăn ngữ ở đây này. Vậy nên là gì? Hoặc là thằng khắc thái tuế nó vẫn ở đây này. Đâm ra là gì? Nó sẽ gì? Gây khó khăn trong công việc. Vậy nên là các bác trong thời gian này vẫn dĩ hòa vi quý đó với mọi người. Nếu mà không thích chơi với ai thì cũng đừng có nặng lời, chúng ta cứ tránh xa thôi, chứ lời qua tiếng lại nó không hay. Bên cạnh đó trong tháng này thì quý vị gặp cái lưu niên thái tuế và thanh long đấy. Thanh long nó là một cái sao tốt, nó chủ về sự vui vẻ, chủ về sự hoan hỉ. Nói chung ấy, gặp cái sao thanh long này thì quý vị trong thời gian này làm việc chăm chỉ này, quý vị có những cái hành động sáng suốt này. Và nói chung ấy, cái sao thanh long này nó nói lên rằng là gì? Cái con đường thành công, cái con đường sự nghiệp của quý vị cũng khá là hành thông thuận lợi đấy. Đặc biệt là những người làm quan chức, những người làm chính quyền ấy.
hoặc là những người làm quản lý ấy, thì sẽ may mắn hơn nhá, may mắn hơn rồi sau Thanh Long chiếu mệnh. Như vậy Thái Tuế gặp Thanh Long nó là sao tốt nhá, được cát tinh nên là Thái Tuế nó cũng cát, nó sẽ mang lại cái sự may mắn cho những người tuổi Giáp Dần. Vậy nên cái tháng này là cái tháng tốt, tháng tốt đối với các bác tuổi Giáp Dần, nữ mạng, sinh năm 1974 nhá. Nên là các bác có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình. Và cái tháng này cũng bớt kiêu ngạo đi, cứ bớt kiêu ngạo là có được cái thành công. À, thưa quý vị, đó là cái tháng 4, tháng 3 đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xem tháng 4 là tháng kỷ tỵ. Chúng ta có tỵ gặp dần thì nó là cục diện là lục hại, đó, lục hại. Cái cục diện lục hại này nó cũng đẩy mọi thứ đi vào cái khó khăn, cái bế tắc, dễ gặp chuyện bất an. Tài vận lẫn sự nghiệp thì đều có khó sự phát triển được mạnh. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị đã có giáp gặp kỷ thì nó lại là chính tài. Là được ông chính tài nó hỗ trợ trong tháng này, vậy nên là gì? Trong tháng này quý vị vẫn kiếm ra tiền nhá. Nhưng mà cái tiền kiếm được ấy từ cái công việc chính, đấy, từ cái công việc các bác đang làm, từ công việc chính ấy. Cái thu nhập từ công việc chính nó sẽ gì? Là chủ yếu. Thêm nữa quý vị có tỵ này, tỵ thì ẩn tàng ba thiên can, bính, mậu và canh. Thì chúng ta có giáp gặp bính thì nó là thực thần, đấy, giáp gặp mậu thì nó là thiên tài và giáp gặp canh nó là thất sát. Đấy. Cái thực thần này nó cũng sẽ mang lại những cơ hội làm ăn kinh doanh, mang lại những cơ hội làm giàu cho những người tuổi Giáp Dần. Và trong thời gian này thì những người tuổi Giáp Dần cũng may mắn là sẽ được người khác mời đi ăn, đi chơi, mời đi dự tiệc tùng, đấy, hoặc là mời đi du lịch, để du lịch đi đó. Thì quý vị cũng nên nhân cái cơ hội này mà gì để gia tăng, giải tỏa cái căng thẳng, giải tỏa cái stress và gì tận hưởng cái cuộc sống của mình như mình mong muốn. À, bên cạnh đó chúng ta có giáp gặp mậu thì nó là cái thiên tài nó cũng mang lại nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Như vậy trong tháng này cũng rất là may mắn ấy, vừa có chính tài lại vừa có thiên tài, nên là gì, ngoài cái khoản tiền chính các bác làm ra ấy thì các bác nên dành ra một chút để gì nghiên cứu và đầu tư ở cái lĩnh vực mới thì cũng sẽ gì mang lại cái may mắn cho các bác nhá. Nhưng mà các bác chú ý này, chúng ta có cái giáp của canh là thất sát này, các bác vẫn phải chú ý đến cái chuyện tiểu nhân ám hại nhá. Đấy, tiểu nhân ám hại trong tháng này, vậy nên là các bác cần phải đề phòng. Và để hóa giải cái tiểu nhân và tăng cường cái cát tinh may mắn này thì các bác nên luôn luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, bên cạnh đó những người tuổi Giáp Dần ấy, thì trong cái tháng 4 âm lịch thì có cái lưu niên lâm quan nó nhập mệnh. Đó, lưu niên lâm quan nhập mệnh, cái lâm quan nó cho thấy rằng những người tuổi Giáp Dần trong cái tháng 4 âm lịch này thì quý vị sẽ gì, nói chung sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia. Đấy, dù việc lớn và việc nhỏ thì quý vị cũng vẫn gì bắt tay vào làm và gì sẽ trở thành nổi bật hơn với những người khác nhờ cái tư duy nhạy bén. Nếu các bác là những chủ buôn bán kinh doanh thì sẽ có những cái mặt hàng mới, sẽ có những cái cách đi mới, hướng đi mới và tạo ra những cái bất ngờ cho khách hàng và thu hút được một lượng khách hàng lớn mang về tiền đề túi, tình đề tim. Bên cạnh đó thì chúng ta có gì trong tháng này thì có cái lưu niên là thiên không và cái tiểu hao. Cái tiểu hao nó cũng nhắc nhở quý vị là gì, đầu tư thì quý vị cũng nên cẩn thận nhá, tìm hiểu kỹ, không nên mà vung tiền qua cửa sổ kẻ lại mất mát, đúng không ạ? Làm gì phải suy nghĩ kỹ càng ấy, cần phải có một cái kế hoạch chi tiêu và đầu tư một cách hợp lý thì lúc đó sẽ khiến tiền để cho tiền. Còn nếu mà các bác cứ đầu tư một cách vô tội vạ thì nó sẽ rất dễ dẫn mất tiền bạc. Thì cái chính tài và cái thiên tài nó kiếm lại, cái thực thần nó kiếm lại, nó cũng không được bù được cái này. Vậy nên các bác chú ý nhá. Thêm nữa thì các bác lại gặp được cái sao Thiếu Dương, nó cũng là một cái sao khá là tốt, nó cũng là một cái ngôi sao may mắn, mang lại nhiều cái tài lộc cho gia chủ. Vì thế mà gì, nó cũng sẽ hóa giải được phần nào của cái tiểu hao, cái thiên không và gì và cái thất sát này. Như vậy tháng 4 này thì cũng được đánh giá là một cái tháng nói chung ấy cũng là tốt nhá, cũng là tốt với gia chủ. Đấy, tốt gia chủ chứ không phải có cái tiểu hao là xấu đâu, không phải có tiểu hao là xấu đâu, vẫn là tốt. Đấy. Quý vị hao tiền để đầu tư nhưng bây giờ nó sinh ra lợi nhuận thì lại ngon. Tiếp theo chúng ta xem tháng 5 là tháng canh ngọ. Chúng ta có dần gặp ngọ là cái cục diện là tam hợp. Đấy. Thì được tam hợp nó che chở giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Giáp Dần nữ mạng dễ gặp những cái chuyện may mắn đến với mình. Đó. Con giáp này sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch còn đang dang dở của mình. Với những cái dự án mới thì gia chủ cũng cần thêm thời gian để cân nhắc, không nên vội vàng quá, mặc dù là được cái tam hợp nó che chở đấy. Nhưng mà ấy, trong thời gian này thì cái vận trình tài lộc của những gia chủ tuổi Giáp Dần cũng khá là dồi dào. Gia chủ làm đâu thì tháng đó và đầu tư thì cũng rất dễ sinh lời, do gặp quý nhân tương trợ giúp đỡ.
Nhưng mà cái tháng này lại không may là do có gì? Giáp gặp canh thì nó lại là thất sát. Cái thất sát nó gây khó khăn, gây trắc trở trong công việc. Đó. Thêm nữa, chúng ta biết vị trí ngọ ấy, thì ẩn tàng thiên can đinh và kỷ. Đinh và kỷ. Thì đinh và kỷ thì chúng ta có giáp gặp đinh thì nó là thương quan, giáp gặp kỷ nó là chính tài. Cái thương quan trong thời gian này nó cũng mang lại cái khó khăn, cái trắc trở và có kẻ tiểu nhân hãm hại. Có thể là cái trong cái tháng 4 này các bác làm ăn được, đâm ra là tháng 5 ấy thì bắt đầu là gì? Có kẻ ghen ăn tức ở, ganh ghét và tìm cách hãm hại. Hoặc là do các bác gì, nói chung là trở nên kiêu ngạo, khinh thường người khác mà bị gì? Bị người khác ghét, ghen ghét đố kỵ. Thêm nữa là chúng ta có giáp gặp kỷ nó là chính tài. Thì cái chính tài này nó cũng mang lại cái nguồn tài chính dồi dào đủ cho các bác thu nhập. Đấy. Và trong cái tháng 5 này là khuyên các bác nhé, nên tập trung vào công việc chính, hạn chế đầu tư kinh doanh. Những khoản đầu tư này thì có thể là những tháng sau ấy nó sẽ sinh đời đấy. Nên mà các bác cứ chịu khó ngồi chờ thôi, cũng không phải sốt sáng làm gì, cứ suốt ngày tìm hiểu ấy thì nó sẽ gây ra một cái sự bất an đó. À, quý vị cứ ngồi chờ thời nhé, thì cũng sẽ được may mắn. Bên cạnh đó chúng ta có nguyệt lệnh đó, có cái lưu niên quan đới nhỉ mệnh. Cái quan đới ấy thì nó cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, vận quý nhân thì tăng cao, nên mọi sự sẽ thuận lợi, có khó khăn gì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên đây cũng là một cái điều may mắn đối với những người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 nhé. Nhưng mà trong cái tháng 5 ấy, thì chúng ta có lưu niên tăng môn, nó chủ về chuyện buồn phiền, chủ về chuyện phiền muộn đấy. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải để ý, thứ nhất là đến những người lớn tuổi trong gia đình, thứ hai là công việc thì cũng phải để ý vào nhé. Kéo lại gặp cái thất sát này, cái thương quan nó gây khó khăn, mà đôi khi phá sản nó buồn giàu đấy. Đó. À, thêm nữa là gặp ông tướng quân về tăng môn và tăng môn gặp nhau thì nó chủ về sự buồn phiền. Mặc dù tướng quân là một cái cát tinh ấy, đấy, là một cái vị tướng, là một vị tướng lĩnh hàng đầu chỉ sau mỗi ngày thái tuế thôi. Nhưng mà ấy, gặp sao tướng quân chiếu mệnh thì quý vị sẽ có được cái cơ hội là gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lãnh đạo của mình. Đó. Vậy nên trong cái tháng 5 âm lịch này thì những người tuổi Giáp Dần cần phải lưu ý nhá. Chúng ta tập trung, thứ nhất là tập trung vào công việc chính. Thứ hai là gia tăng các mối quan hệ của mình, không nên tổ chức đầu tư ồ ạt đấy, kéo lại gặp cái họa trong chuyện đầu tư kinh doanh đó. Như vậy là gì, trong cái tháng năm nhá thì nó tốt, mà nó tốt cho việc là gì, tốt cho công việc chính là một, thứ hai là tốt cho cái việc đi hợp tác kinh doanh, đầu tư hợp tác kinh doanh, hợp tác và kết nối, gia tăng kết nối để chờ thời nhá. Đó là cái tháng 5. Tiếp đến chúng ta xem tháng 6, nó là tháng Tân Mùi. À, trong cái tháng 6 Tân Mùi ấy, thì chúng ta có gì? Tháng 6 Tân Mùi đấy thì chúng ta có Dần Mộc gặp Mùi Thổ thì nó là cục diện cũng là tương khắc ấy. Vậy nên là trong tháng này ấy, thì sức khỏe nó bị suy giảm này. Thứ hai là gì? Về tình cảm gia đạo thì nó cũng bị gặp nhiều chuyện bất hòa, dễ xảy ra tranh cãi xung đột. Đó. À, bên cạnh đó chúng ta có Giáp gặp Tân thì nó là gì? Nó là chính quan. Như vậy là công việc vẫn được hanh thông thuận lợi do được chính quan tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là gia chủ tuổi Giáp Dần ấy, có cơ hội là thăng quan tiến chức trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái địa chi Mùi này nó ẩn tàng cái thiên can là Kỷ, Ất và Đinh. À, chúng ta có Giáp gặp Kỷ thì nó là chính tài. Đó, Giáp gặp Ất thì nó là kiếp tài và Giáp gặp Đinh nó là thương quan. Như vậy là gì? Những người tuổi Giáp Dần ấy, chúng ta có Giáp gặp Kỷ là chính tài. Thì cái chính tài nó báo hiệu ở trong tháng này nên tập trung vào công việc chính. Đấy, tránh đầu tư một cách bừa bãi. Thêm nữa là có Giáp gặp Ất thì nó là kiếp tài, nên nó xảy ra cái tình trạng là tranh quyền đoạt lợi. Trong tháng này công việc thì khó khăn vất vả mà thu nhập thì lại không được như ý, khiến cho những người tuổi ấy, Giáp Dần phải buồn giàu đấy. Bên cạnh đó có Giáp gặp mà Đinh ấy, thì nó là thương quan. Cái thương quan lâm vận này nó cũng gây ra khó khăn, gây trắc trở trong cuộc sống và trong công việc. À, nó khiến cho những người tuổi ấy, Giáp Dần ấy, phải buồn lòng, phải bận tâm khá là nhiều đấy. Bận tâm khá nhiều trong công việc cũng như là trong cuộc sống đấy. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, cần phải lưu ý do cái gì, cái hung tinh về thương quan nó mang lại. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong thời gian này quý vị lại gặp cái lưu niên mộc dục. À, lưu niên mộc dục nó cũng cho biết rằng là gì? Trong thời gian này ấy, thì nói chung ấy, những người tuổi Giáp Dần ấy có cảm giác là bất ổn trông chênh. Đấy, bất ổn nó đúng do gì? Do là gì? Có kiếp tài này, có thương quan này, có lâm vận này. Thế ra là nó sẽ gây ra những khó khăn về trong cái sự nghiệp, trong công việc, khiến cho quý vị buồn rầu lo âu là đúng. À, thêm nữa là gì, chúng ta có trong tháng này chúng ta có lưu niên thiếu âm. Thiếu âm nó cũng là một cái cát tinh, nó mang lại sự vui vẻ, mang lại cái sự thông minh, mang lại sự hòa nhã. Vậy nên tuổi Giáp Dần nữ mạng trong thời gian này đi đâu thì cũng được người khác yêu quý.
và sẽ gì dễ dàng được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé. À, thêm nữa có gì có cái lưu niên tấu thư nữa. Cái lưu niên tấu thư này nó cũng mang lại những cái may mắn về cái sự ăn nói, về sự viết lách, nói chung ấy, về sự lý luận. Trong thời gian này thì ăn nói rất là tốt, vậy nên là gì, với những người làm ăn buôn bán kinh doanh hoặc là đi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh làm ăn ấy, thì cũng sẽ rất có lợi cho những người tuổi để giáp dần nữ mạng nhé. Vậy là gì, trong tháng này nhá thì cũng là một cái tháng tốt, tháng tốt đấy, có cơ hội để trong tháng này chủ yếu là gia chủ nên tập trung với công việc chính, tập trung công việc chính của mình thôi, không nên đầu tư, không nên kinh doanh nhiều, không nên đầu tư nhiều. Và vẫn tiếp tục của tháng trước thì quý vị cứ đi kết hợp để tìm trong quan hệ hợp tác. Các cụ nói là gì, quan hệ sinh tiền tệ, quan hệ cũng sinh hậu duệ, vậy nên là gì, quý vị cứ đi quan hệ đi để tìm kiếm cho mình những cơ hội hợp tác kinh doanh nào ăn mới. Tiếp theo chúng ta xem tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Cái tháng Mậu Thìn này thì chúng ta có dần gặp thìn, dần mộc gặp thìn thục, thìn thổ thì bị khắc thái tuế, vậy nên là trong tháng này cũng gặp khá nhiều được cái vất vả đấy. Thêm nữa là chúng ta có giáp gặp mậu thì nó là cái cục diện là thiên tài, gặp được cái thiên tài nó chiếu mệnh, vậy nên là đây là cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu cho những người tuổi, những người tuổi giáp dần. Không mấy khi nó xuất hiện, nên ra là gì, nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn, công việc kiếm tiền thì dễ hơn. Thêm vào đó thì chúng ta có địa chi thìn nó ẩn tàng ba thiên can mậu, quý và ất, đúng không ạ? Chúng ta có giáp gặp mậu thì nó là thiên tài, giáp gặp quý nó là chính ấn và giáp gặp ất nó là kiếp tài. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái cục diện thiên tài này nó cũng mang lại nhiều cái cơ hội về tài lộc, về tiền bạc cho quý vị. Thứ hai là cái chính ấn nó cũng giữ cho quý vị được gì, có chức, có quyền, có địa vị, đúng không ạ? Có địa vị trong công ty hoặc là trong cái tập thể của mình tham gia. Nhưng mà hơi tiếc một chút là quý vị gặp cục diện kiếp tài lâm vận thì nó cũng đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng xấu và nó dẫn đến tình trạng là tranh quyền đoạt lợi. Vì thế mà khó có thể là có được công việc như ý, dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, gây khó khăn, gây trắc trở cho mình. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn hóa giải cái hạn này đi ấy, thì quý vị hãy nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình công việc nó được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn đó. Thưa quý vị, trong cái tháng 3 ấy, tháng Mậu Thìn ấy, thì quý vị có lưu niên mộ nhập mệnh, lưu niên mộ nhập mệnh thì nó nói lên rằng là gì, trong thời gian này thì những người tuổi giáp dần ấy cũng có thể là tự tin thể hiện cái cá tính của mình. Trong cái tháng 2 thì phải rén một chút, nhưng mà đến tháng 3 ấy, thì gia chủ có thể là tự tin hơn đấy. Vì là gì, có khả năng là quý vị đã có tiền bạc thì có tiền, có quyền to mồm, đúng không ạ? Có tiền có quyền là lên tiếng to tiếng và có quyền được tự hào về bản thân đấy, kiểu như vậy ấy. Nhưng mà quý vị phải lưu ý nhé, trong cái tháng này có cái lưu niên thái tuế và cái phục binh. Để cái phục binh nó chủ về cái sự gì, nói chung ấy, gặp cái phục binh thì nó chủ về cái sự là gì, kiểu như là cái sự mai phục ấy, cái sự trì hoãn ấy, cái nó sẽ mang lại gì, những cái điều là gì, tức là có kẻ xấu hãm hại, hại lén sau lưng, tìm cách mà âm thầm mà hãm hại. Vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý, hết sức lưu tâm đó, hết sức lưu tâm nhé đó. Thêm nữa lại gặp thái tuế nữa, cái hạn thái tuế mà đi phục binh thì lại càng xấu nhé, nó xấu. Vì thế mà quý vị cũng cần phải chú ý đấy, có tiền được to tiếng nhưng cũng đừng gì, nên đừng làm mất lòng người khác nhé, kiểu nó bị kẻ tiểu nhân gì phục binh đây nó hãm hại mà gây khó khăn trong công việc và trong cả cuộc sống nữa đó. Vậy nên là tháng này cũng được đánh giá là một cái tháng mà nói chung có tiền ấy, nhưng mà nói chung là cát hùng đan sen nó cũng được đánh giá là một tháng trung bình, không tốt lắm. Có tiền nhưng mà có thị phi, biết đâu là bị kiện tụng hoặc là biết đâu kẻ xấu lại hãm hại, lại gây chuyện mất tiền mất bạc do cái ông kiếp tài nó hãm hại nữa, và thêm liên đến mộ nhập mệnh nữa đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ. Trong tháng 4 chúng ta cùng diện là Tỵ này, Tỵ gặp dần là cái dục cùng diện là gì, vừa là hình vừa là hại. Vậy nên cho nên trong cái tháng này thì gặp cục diện hại thái tuế, cái nguyệt lệnh này thì nó cũng sẽ gây ra khó khăn, gây trắc trở, gây sự bất an, tài vận lẫn sự nghiệp thì đều không có bước tiến triển tốt đẹp và luôn có kẻ tiểu nhân rình rập đó. Thêm nữa thì chúng ta có giáp gặp kỷ thì nó lại là chính tài. Cái chính tài nó mang lại nhiều cái cơ hội về tài lộc, về tiền bạc cho quý vị. Nó nói lên rằng là gì, công việc thì hanh thông thuận lợi, cái thu nhập trong tháng này thì cũng không phải lo lắng.
Đấy, mặc dù là bị cái cục diện tương hình tương hại này nó án ngữ, nhưng mà gì cái công việc nó vẫn để vẫn được khá là suôn sẻ và cái thu nhập của quý vị cũng được đảm bảo nhé. Bên cạnh đó cái địa chi tị này, nó ẩn tàng ba thiên can Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Giáp gặp Bính thì nó là thực thần, Giáp gặp Mậu là thiên tài và Giáp gặp Canh thì nó thất sát. Như vậy cái thực thần này này, cái thực thần nó sẽ mang lại cái may mắn cho những người tuổi Giáp Dần. Trong tháng 4 thì dễ có lộc, dễ được đi mời đi ăn, đi chơi hoặc là mời đi xa, mời đi du lịch. Có thể là bạn bè mời, có thể là anh em mời, cũng có thể là con cái này làm ăn được thì tổ chức cho ông bà đi chơi chẳng hạn. Đó, kiểu như vậy. Thêm nữa là gì? Chúng ta có Giáp và Mậu là thiên tài ấy. Thì cục diện thiên tài nó nói là rằng là gì? Trong thời gian này quý vị có cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nó dễ hơn. Đấy, những cái cơ hội nó khó khăn với người khác trong lúc kinh tế khó khăn này thì những người tuổi Giáp Dần vẫn có cơ hội kiếm ra tiền nhé, hái ra tiền nhé. Nhưng mà tiếc rằng quý vị gặp Giáp gặp Canh thì nó là thất sát. Cái thất sát nó đẩy mọi việc, đẩy công việc đi theo chiều hướng xấu. Và quý vị dễ gặp ở chuyện thị phi, dễ gặp cái kẻ ngáng đường cản lối, gây khó khăn, gây cản trở cho công việc. Vì thế trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn ấy, quý vị luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải cục diện là gì? Thất sát này đi và mang lại cái may mắn ra chính tài và cái thiên ấn cũng như là cái thực thần nó mang lại. Đó. Thưa quý vị, trong tháng này thì quý vị có lưu niên tuyệt đến nhà mệnh. Đó. Cái lưu niên tuyệt nhà mệnh nó cho thấy là trong thời gian này thì nói chung ấy, cái công việc nó đi theo cái chiều hướng không phải công việc đâu, nó muốn đẩy mọi thứ đi theo cái chiều hướng mà gia chủ không thể lường trước được. Các mối quan hệ thì cũng gặp nhiều cái rắc rối, gặp nhiều trắc trở, thiếu đi cái sự hài hòa. Bên cạnh đó, gia chủ có xu hướng khép mình lại, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh khỏi những chuyện thị phi vì những cái va chạm thường ngày trong cuộc sống. Vậy nên là gì? Trong thời gian này, quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận nhé, do cái tuyệt nhân mệnh này. Bên cạnh đó, trong cái tháng này lại gặp cục diện là đại hao. Đấy. Đại hao và cái thiên không ấy, nó chủ về chuyện mất mát, đó. Chủ về chuyện hư không, chủ chuyện mất mát về tiền bạc. Vì thế mà cái đại hao này, nó đôi khi bị gặp tiểu hao thì nó chỉ là gì phá sản thôi, nhẹ nhàng thôi. Còn hoặc là làm ăn thua lỗ thôi. Còn cái đại hao nó có thể là dẫn chuyện mất trắng, thậm chí là nợ nần chồng chất ấy, còn âm ấy, đúng không ạ? Âm, đó. Vì thế mà quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, quản lý tài chính thật chặt. Tháng này không nên đầu tư kinh doanh bừa bãi. À, chúng ta còn cần phải có kế hoạch, thậm chí là gì? Đôi khi quý vị có tiền mà muốn bảo vệ số tiền của mình ấy, thì mời chuyên gia tư vấn về để họ tư vấn cho. Đó. May mắn cho những người tuổi Giáp Dần trong tháng này gặp cái lưu niên thiếu dương. Cái thiếu dương nó cũng là một sao tốt ấy, nó là một sao tốt. Đấy. Nói chung ấy, khi gặp cái thiếu dương này thì nó cũng mang lại cái một vài cái may mắn, nó hóa giải cho quý vị phần nào đó cái hạn xấu do cái thiên không và cái đại hao nó mang lại. Như vậy là tháng này này cũng là một cái tháng mà nói chung ấy, theo đánh giá của tử thông ấy, thì nó cũng là một cái tháng khá là tốt. Là tốt đấy. Nếu mà quý vị quản lý tài chính đó, hoặc là gì tùy theo quý vị cách quý vị xử lý thế nào thôi. Chứ còn tháng này là tháng kiếm được tiền mà. Đúng không ạ? Kiếm được tiền này. Tháng này lại có được tài tinh chiếu mệnh này, lại có lộc ăn uống này, lại có cả cái bạn bè thì yêu quý này, lại được cả gì? Cái công việc thì hành thông này. Như vậy là gì? Tháng này tốt mà, mặc dù gặp một ít thất sát và cái cục diện tương hình, nhưng mà nó vẫn là cục diện là tổng quan phân lại vẫn là tốt. Thì tất nhiên là kiếm tiền làm giàu nó sẽ phải vất vả hơn, hơn những người khác, hơn những người chỉ ngồi cầu may, đúng không ạ? Vì thế mà quý vị vất vả kiếm ra tiền thì vất vả là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đôi khi đừng có hưởng thụ quá mà lại gì sinh ra hoặc là gì đầu tư sai lệch mà lại gây ra chuyện mất mát về tiền bạc, để phá sản vỡ nợ đó. Như vậy tháng này vẫn là tốt nhé, vẫn là kiếm tiền tốt. Còn ở cách xử lý cái số tiền của quý vị ra sao thì là hoàn toàn phụ thuộc vào cách quý vị ứng xử thôi. Tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng 5, nó là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ thì chúng ta có cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Nói chung cái cục diện tam hợp Dần, Ngọ, Tuất ấy thì nó cũng sẽ mang lại cái may mắn đấy. Trong thời gian này thì những người tuổi Dần sẽ có cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc trong thời gian này nó cũng được dồi dào hơn. Nói chung là những người tuổi Giáp Dần trong tháng này thì đánh đâu thắng đấy. Đấy. Do là cái cát khí từ tháng 4 vẫn còn đúng, vươn sang tháng 5 đánh đâu thắng đấy. Thêm nữa quý vị có Giáp gặp Canh thì nó là thất sát. Đấy, cái thất sát nó cũng nói lên rằng là gì? Trong tháng này thì vẫn có những cái khó khăn trong công việc, để vẫn có kẻ tiểu nhân hãm hại. Vì thế mà quý vị cũng cần luôn nhớ nhé, mang theo bên mình cái vòng tam hợp. Bên cạnh đó thì chúng ta có, đúng không ạ,
có ngọ thì ẩn tàng thiên can đinh và kỷ. Chúng ta có giáp gặp đinh thì nó là thương quan. Giáp gặp kỷ nó là chính tài. Vậy nên là gì? Cái thương quan nó cũng gây khó khăn, gây trắc trở trong công việc. Kẻ thần nhân hãm hại luôn tìm cách mà dìm hàng, khiến cho quý vị dễ bị gì? Mất việc, mất chức ấy, hoặc là mất cái vị trí của mình ấy. Vì thế mà quý vị cũng cần phải lưu ý nhá. Và để hóa giải cái thất sát và cái thương quan này thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, trong công việc, và gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho gia chủ. Đó, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 năm ạ. Tiếp theo ấy, chúng ta biết là gì? Giáp gặp kỷ nó là chính tài, thì cái chính tài này nó cũng để nó nói rằng là gì? Trong tháng này quý vị nên tập trung vào công việc nhé, đừng có sa đà vào những thứ khác. Cái chính tài nó cũng sẽ giúp cho công việc nó được hanh thông thuận lợi và quý vị sẽ có tiền bạc trong tháng này. Bên cạnh đó, trong tháng này có lưu niên nó lâm ở đất thai. Đấy, cái lưu niên thai nó nhập mệnh ấy thì nó cũng nói lên rằng gì? Trong thời gian này quý vị thường có xu hướng xử lý vấn đề bằng cái cảm xúc, nên là rất dễ xảy ra những sai lầm, những sai sót trong công việc. Đó. Vì vậy mà người tuổi Giáp Dần 1974 năm mạng ấy thì cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé, cần phải hết sức lưu tâm. Quý vị trong thời gian này thì nên gì? Quyết định bằng cái lý trí, đừng có dùng cảm xúc, để đừng có nóng giận, các cụ nói bao giờ rồi đúng không ạ? Giận quá thì mất khôn. Nói chung là khi nóng giận thì đừng làm gì cả, mà tốt nhất đi giải tỏa cái tâm lý đấy. Bên cạnh đó thì trong tháng này có hai cái lưu niên tang môn và bệnh phù. Cái bệnh phù nó chủ về chuyện là bệnh tật, đó. Còn tang môn nó chủ về chuyện buồn phiền, chuyện gì? Chuyện buồn ấy, chuyện buồn phiền ấy. Nhiều chuyện là gì? Nói chung là không được như ý. Và trong tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Nói chung là đây là một cái tháng được đánh giá cũng không phải là tốt, đúng không phải là tốt cho công việc kiếm tiền. Đấy. Nhưng mà nó lại tốt cho cái công việc là tạo ra cái quan hệ để mở rộng cái mối quan hệ của mình. Đấy. Vậy nên là gì? Tùy quý vị đánh giá nhé. Tháng này là quý vị đánh giá như nào? Nói chung đấy, là từ theo đánh giá là tháng này là tháng này phù hợp với vấn đề quan hệ. Tiền bạc chưa kiếm được thì không sao, quý vị có thể chờ thời để thời cơ khác đó. Nói chung đấy, thì có được cái sự tập trung, có được cái mối quan hệ đấy. Các cụ nói rồi đó, quan hệ sinh tiền tệ mà quan hệ thì cũng sinh hậu duệ. Đấy, cứ đi quan hệ đi, quý vị sẽ có được tất cả, có cả tiền tệ, có cả hậu duệ. Đó. Như vậy là tháng canh ngọ nhá, tháng 5 ấy cũng là một cái tháng mà quý vị nên lưu tâm. Cái tháng này chỉ nên đi quan hệ thôi nhá, quan hệ mở rộng cái mối quan hệ của mình, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh làm ăn, và chú ý đến cái vấn đề sức khỏe và những cái chuyện buồn trong cuộc sống. Tiếp theo chúng ta cùng xem tháng 6 âm lịch, đó là tháng Tân Mùi. Trong tháng Tân Mùi chúng ta có gì? Dạ, dần gặp mùi đúng không ạ? Dần gặp mùi thì nó là gì? Dần mộc gặp mùi thổ ấy thì gặp cục diện là xung khắc, vậy nên là gì? Tháng này thì sức khỏe nó cũng đi xuống nhá, và gì? Cái tình cảm ấy thì nó cũng gì cũng đang đi xuống, nó đẩy theo cái chiều hướng không được tốt. Bên cạnh đó chúng ta có giáp gặp tân thì nó là gì? Nó là chính quan. Nó nói lên rằng trong cái thời gian này thì công việc nó cũng khá hanh thông thuận lợi do có chính quan nó trợ vận. Vậy nên là quý vị cũng có tiếng nói, có được cái sự uy tín của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và quý vị đi làm với tinh thần vui vẻ, mang được cái năng lượng tích cực đến cái công việc, đến cái đơn vị của mình. Thêm nữa trong cái tháng này lại có gì? Lại có cái định chi mùi này, nó ẩn tàng ba thiên can. Kỷ, ất và đinh. Đấy, chúng ta có giáp vào kỷ nó là chính quan, nó là chính tài. Cái chính tài nó nói lên rằng là trong thời gian này quý vị nên tập trung vào cái công việc và cái sự nghiệp của mình ấy. Đó, cái công việc chính và cái sự nghiệp của mình ấy. Tránh đầu tư lan man, tránh những cái họa thị phi nó sẽ xảy ra khiến cho quý vị bị mất tiền mất bạc. Đó. Thêm nữa có giáp gặp ất thì nó là gì? Nó là kiếp tài. Thì kiếp tài nó chủ về cái chuyện tranh quyền đoạt lợi này, lại gặp cái ông thương quan nó chủ về chuyện là tiểu nhân hãm hại. Vì vậy mà quý vị luôn nhớ nhá, trong thời gian này quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được gì hóa giải. Tiếp theo trong tháng này có lưu niên dưỡng nó nhập mệnh, đó, dưỡng nó nhập mệnh. Lưu niên dưỡng ấy thì nó sẽ nói lên rằng là gì? Trong tháng này thì những người tuổi Giáp Dần ấy thì rất chịu thương chịu khó, rất tích cực làm ăn, không nề hà cái chuyện gian khổ. Vậy nên là gì? Đây cũng là một cái tháng mà nói chung ấy cũng vất vả. Chính là vì cái kiếp tài và cái thương quan này nên quý vị sẽ phải vất vả hơn một chút ấy. Lại gặp ông dưỡng này nữa. Đó. Nhưng mà lại có may mắn trong tháng này lại có cả cái thiếu âm và cái hỷ thần nó báo về. Cái thiếu âm ấy, cái thiếu âm nó mang lại cái sự may mắn, cái sự hòa hợp.
Nó giúp cho những người tuổi Giáp Dần trong thời gian này, Giáp Dần năm mạng ấy, sẽ trở nên thông minh hơn, sẽ trở nên nhạy bén hơn, sẽ trở nên chỉn chu hơn. Vì vậy mà gì, sẽ dễ đạt được cái mục tiêu trong công việc. Lại thêm cái ông Hỷ Thần này nữa. Cái ông Hỷ Thần thì ông cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái cát lợi. Và cái ông Hỷ Thần này này, thì ông ấy cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có nhiều cái tin vui trong công việc, trong cuộc sống. Vậy đây là gì? Nói chung là tổng quan cái tháng nó vui, có lưu niên của Hỷ Thần và cái Thứ Âm ấy, thì sẽ giúp cho quý vị, nói chung là tháng này cũng là tốt nhé. Tốt, đánh giá là tốt. Tài lộc thì cũng có mà gì, chức vị thì cũng có mà lại gặp có nhiều cái tin vui nữa. Đấy, có thể là do cái chính tài này, cái công việc chính nó lại đùng, nó phất lên như diều gặp gió, thì quý vị lại làm quá đậm ở trong tháng này. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Dần trong 6 tháng đầu năm. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ cho quý vị sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, biết đâu là cái thời cơ để chúng ta bung lụa, đúng không ạ? Biết đâu là cái thời cơ, thời điểm để chúng ta gì nén lại, không hành động, hoặc là gì chờ thời để có được những cái cơ hội phát triển lớn hơn trong tương lai. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.